Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ dại hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thời gian tích tắc trôi qua, thoáng chốc mọi người đều sẽ già, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Tiết lộ sự thật chấn động Tử Vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tháng 4 và tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, chú ý điều này, chắc chắn đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét nứt két. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ thân mến, thời gian trôi đi ai cũng sẽ già, những sợi tóc chuyển sang màu bạc, những nếp nhăn trên khuôn mặt và những bước chân chậm chạp là dấu hiệu của tuổi già đã đến. Trong cuộc sống này thì ai cũng phải trải qua quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn thì cũng là lúc ông bà cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống và đó cũng chính là lúc người lớn tuổi cần tới sự quan tâm chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này nhiều cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, gia đạo, sức khỏe của mình nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết các phương diện và vận may của cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch tới đây, để bản mệnh biết được cuộc sống thời trẻ cơ cực vất vả, sống trong cảnh bần hàn, cơm canh đạm bạc, lúc trưởng thành không khấm khá là bao, lầm lũi kiếm từng đồng tiền để mưu sinh, nghèo mãi vẫn không thoát ra được. Tuy nhiên, do bản mệnh ăn ở hiền lành, luôn làm việc thiện để tích phước đức, nên trong 2 tháng tới đây được dự báo Bính Ngọ dễ được ơn trên ban lộc, thần tài chống lưng, phước đức đẩy tay. Mọi khó khăn vất vả đều sẽ tan biến, tai qua nạn khỏi, vượt hạn mà vươn lên, làm giàu thành công, từ nay cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, 10 phân vẹn 10, thăng hoa rực rỡ. Vậy thì để biết được vận trình cụ thể của mình trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Tiết lộ sự thật chấn động Tử Vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, chú ý điều này chắc chắn đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét nứt két. Đầu tiên, tổng quan về cuộc đời Bính Ngọ 1966. Xem Tử Vi cho thấy, những người tuổi Bính Ngọ có tính cách rất nhiệt tình, năng động, thích trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ rất thông minh và tự tin, có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo. Ngoài ra, tuổi Bính Ngọ còn có trực giác tốt trong công việc, không sợ thử thách, có trách nhiệm cao, dám làm dám chịu, nên họ thường được mọi người kính trọng, yêu mến. Trong công việc, người tuổi Bính Ngọ có tính cách độc lập, quyết đoán nhưng cũng khá hấp tấp, dẫn đến khó hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Chính vì vậy, họ cần làm việc với những người có sự chín chắn để cân bằng được công việc cũng như đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Bính Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Tuổi Bính Ngọ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo, bởi vậy họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Ngọ mệnh thiên hà thủy, có tài kinh doanh buôn bán và tổ chức quản lý công việc, họ thích tự mình sắp xếp đồ đạc, trang trí không gian quanh căn nhà. Có khi họ bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của mình đối với mọi người trong gia đình bằng cách chuẩn bị những bữa ăn thật ngon cho bữa tối ấm áp, sum vầy, luôn là người tạo bầu không khí vui vẻ, hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người. Dù có bận rộn đến mấy, tuổi Bính Ngọ vẫn biết cân bằng thời gian làm việc và thời gian chăm sóc ngôi nhà của mình. Ngoài ra, tuổi Bính Ngọ còn là người giỏi giao tiếp, có tính thẩm mỹ tốt. Họ biết phối đồ sành điệu và đẹp mắt. Tuy nhiên, tuổi này lại có tính cả thèm chóng chán, hay bị thu hút bởi cái lạ mắt, vậy nên những tuổi này hay thay đổi. Không có định kiến rõ ràng, họ thường làm việc theo trực giác,
nên nếu công việc khiến họ thấy chán, chắc chắn sẽ rời đi. Cũng vì cái thói này mà đôi khi tuổi Bính Ngọ bỏ lỡ đi các cơ hội phát triển, nhưng dù thế nào thì đây cũng là bản chất của tuổi Ngọ không đổi được, bù lại họ lại là người không ngừng tìm tòi, vận động và theo đuổi đam mê của mình. Họ sẽ không ỷ lại hay dựa dẫm bất kỳ ai, giỏi che giấu cảm xúc của mình, bạn không thể nào biết họ đang nghĩ gì. Về đường tình duyên, người tuổi Ngọ có sự khôn khéo, cởi mở, duyên dáng trong giao tiếp nên được nhiều người quan tâm, nhưng vì họ cũng là người thích tự do, phóng khoáng nên đôi khi không quan tâm đến chuyện tình yêu, hôn nhân và khi gặp được một người thật sự hợp với mình, họ sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Và bước vào cuộc sống gia đình, sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, Bính Ngọ được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với bạn đời đã chọn. Biết cách quản lý tiền bạc, Bính Ngọ khá may mắn về tài chính, vận tài lộc của tuổi này cũng không thiếu nếu theo nghiệp kinh doanh thường được lộc. Của cải ngày càng gia tăng, hậu vận có cuộc sống an nhàn sung túc, phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt, con cháu đầy đàn. Xem lá số tử vi số mệnh của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Giáp Thìn 2024 cho thấy gặp vận niên thố lộng nguyệt, tức là thỏ giỡn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu, thêm thái dương trợ mệnh. Giúp vận trình trong năm ngày một hanh thông, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ và quyết tâm làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Về sự nghiệp tử vi năm 2024 dự báo, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có những khởi sắc nhất định so với năm cũ, dù chưa đến độ nở rộ và tiềm ẩn không ít nguy cơ. Con giáp này vẫn gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, thái độ làm việc tích cực, luôn tập trung cao độ và đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp tuổi Bính Ngọ khẳng định vị thế của bản thân. Ngoài ra, những cống hiến của bạn còn có thể mang hiệu quả lớn trong công việc, giúp con giáp này được tin tưởng giao vị trí quan trọng. Thậm chí người đứng đầu nếu giữ vững được phong độ, tuổi Bính Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong năm nay. Cát tinh cho thấy các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tích cực, bạn làm quen được với những đồng nghiệp tốt, cùng chung chí hướng và luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn. Nhờ có họ mà công việc của bạn luôn thuận lợi và suôn sẻ hơn, dù gặp khó khăn cũng đều có cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, dù có cát tinh trợ mệnh, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi. Tuổi Bính Ngọ nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió đấy nhé. Về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Bính Ngọ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào các khí của thiên tài, thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này. Hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về, bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Với người tuổi Bính Ngọ kinh doanh, buôn bán, bản mệnh sẽ có một năm tương đối bình ổn, không có nhiều biến động lớn hay rủi ro. Nhìn chung thu chi cân đối tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh sau những xui xẻo phải chịu trước đó. Thì năm 2024 quả thật sẽ rất may mắn và tài lộc dồi dào với bạn. Bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Đặc biệt là trong 2 tháng tới, tức tháng 4 và tháng 5 âm lịch, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế, sự nghiệp cũng đang bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng tăng tiến. Tuy nhiên dù có cát tinh hỗ trợ, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi, bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình. Tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tay bay vạ gió, những người kinh doanh cũng được khuyên làm ăn, buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh nhé. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện chính, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi tháng 4 và tháng 5 âm lịch thấy rằng, bước sang 2 tháng này, người tuổi Bính Ngọ phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Song, như vậy không có nghĩa là cô bác anh chị không có cơ hội để vươn lên, tháng này thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào hành động của chính cô bác anh chị. Trên phương diện sự nghiệp, có tự hình tác động, bản mệnh thường xuyên nóng nảy, thích khiêu khích người khác, con giáp này cần ý thức được vai trò và vị thế của mình, đừng coi mình là người tài giỏi nhất mà tỏ ra coi thường người khác. Nếu bản mệnh không biết mình đang được đứng ở đâu, thì chính cô bác anh chị sẽ không tìm được hướng đi chính xác cho mình,
đồng thời mãi dậm chân tại chỗ. Phương diện tài lộc của bản mệnh cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bản mệnh cần phải kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định làm ăn, kinh doanh, nếu không dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Bên cạnh đó, nếu các dự án của Bính Ngọ bị nhiều người phản đối, thì cô bác anh chị cần bình tĩnh lại để cân nhắc, chớ nên cứng đầu cứng cổ làm mọi việc theo ý mình. Chuyện tình cảm cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý, Bính Họ chớ nên chút những áp lực mà mình phải chịu đựng ngoài xã hội lên đầu nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và trao đổi mọi chuyện với đối phương, có thể nửa kia sẽ đưa ra những ý kiến góp ý hữu ích, giúp cô bác anh chị vượt qua được khó khăn. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch thấy được rằng, phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ tràn đầy cảm hứng, bản mệnh tha hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là nhiều giải pháp được tối ưu, có thể sử dụng. Thời gian này, người tuổi Bính Ngọ cũng được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi, cô bác anh chị càng làm việc hăng say hơn. Vì vậy, nếu may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, bản mệnh sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều việc, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức cho mình quý vị nhé. Đây cũng là tháng mà cô bác anh chị nên khéo léo trong ứng xử. Đừng vì chút thành tích mà tự kiêu hoặc vì bận quá mà quên việc quan sát. Quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu hơn về họ nhé. Xét phương diện tài lộc. Tử vi tài lộc tháng 4 năm 2024 của tuổi Bính Ngọ cho thấy đây là thời điểm tốt để cô bác anh chị có thể tiến hành mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Với những người đang muốn thử sức trong một lĩnh vực mới thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bản mệnh may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này, khuyên người tuổi Bính Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì cô bác anh chị đang làm dở từ trước đó, nhưng hãy dành thời gian để làm nhiều việc hơn. Nền móng gây dựng lúc này hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp trong tương lai, vì vậy, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí quý vị nhé. Xét phương diện tình duyên. Tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, Bách Việt chủ đào hoa, giúp người tuổi Bính Ngọ có cơ hội thoát kiếp độc thân. Trong khi đó, người có đôi rất thuận lợi trong việc kết nối giữa hai người. Không những thế, cả hai có nhiều hành động, lời nói được lòng hai bên nội ngoại. Tháng này cũng thuận lợi cho ăn hỏi, cưới xin, hôn lễ tổ chức vào dịp này có nhiều cơ hội mang tới tình yêu lâu bền. Hôn nhân hứa hẹn sẽ hạnh phúc sống tới đầu bạc giang long. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này, đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn. Điều tuyệt vời đang chờ đón bạn phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ. Nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích nhé. Xét phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch có chỉ rõ, sức khỏe của cô bác anh chị trong tháng này dù không quá xấu, nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do bản mệnh xuất hiện tình trạng lao lực hoặc thậm chí bệnh cũ tái phát bởi công việc bận rộn. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần của Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần say việc là bạn quên hết giờ giấc, ăn uống không đúng bữa nên rất dễ đau dạ dày. Cô bác anh chị cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được. Nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp nếu cô bác anh chị không muốn bệnh bị nặng thêm. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch 2024. Về sự nghiệp. Không có thành công nào đến với người tuổi Bính Ngọ một cách dễ dàng trong tháng 5 này. Vì thế ngay từ bây giờ, cô bác anh chị cần phải tự cổ vũ, động viên bản thân liên tục cố gắng, thắng không kiêu, bại không nản, như vậy mới có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Dưới tác động của cục diện tự hình, dường như cô bác anh chị đang trở nên quá hiếu thắng, lúc nào cũng muốn trở thành người đứng đầu nên không ý thức được tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Ngọ âm lịch thấy rằng đây là thời điểm để bản mệnh bước chậm lại, bình tĩnh hơn để có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan về mọi vấn đề, đặc biệt cô bác anh chị cần phải khiêm tốn để có thể nhìn nhận và học hỏi được cái hay của người khác, chớ nên tự cho mình là nhất, thích làm mọi việc một mình và thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ hoặc dạy bảo của người khác. Trên thực tế, Bính Ngọ vốn cũng có những điểm mạnh của riêng mình, cát tinh đế vượng và hữu bật cho thấy cô bác anh chị vẫn luôn có cơ hội để gặt hái thành công, cốt là bản mệnh phát triển theo đúng thế mạnh của mình, không sợ gian nan, vất vả, thêm vào đó, hãy hành xử cho phải phép. Như vậy cô bác anh chị mới có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Đặc biệt, nếu lọt vào mắt xanh của quý nhân
thì đối phương sẽ chỉ cho bạn hướng đi để khắc phục khó khăn. Về tài lộc, Thái Tuế xuất hiện, tình hình tài lộc của con giáp này cũng chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực trong thời điểm này. Cô bác anh chị có cách hành xử khá cực đoan, thích gây thù chuốc oán với người khác, lại thêm cách làm việc thiếu kiên nhẫn, nên các kế hoạch dễ gặp trục trặc, thậm chí bỏ dở giữa chừng. Bản mệnh cần từ bỏ thói hiếu thắng để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn, đừng để bản thân bị người khác khiêu khích, dẫn đến việc đưa ra những quyết định nông nổi và sai lầm. Hãy đi theo đúng những định hướng mà mình đặt ra từ trước, đừng vì một vài câu khích tướng của người khác mà thay đổi hướng đi, chọn những phương án làm việc không phù hợp với mình. Ngoài ra, không có con đường làm giàu nào là dễ dàng và bằng phẳng, bản mệnh cần phải kiên nhẫn hơn, dù là khi đối diện với khó khăn, hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Bởi biết đâu trải qua khó khăn này, cô bác anh chị sẽ còn phát hiện ra những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời tìm thấy con đường mới để làm giàu. Cát tinh đế vượng và hữu bật cũng sẽ giúp công cuộc làm giàu của bản mệnh bớt phần hung hiểm, hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng bằng chính sức của mình. Đừng nghĩ tới việc lợi dụng người khác, như vậy thì việc khó đến đâu cũng dần dần có cách giải quyết. Về tình duyên, xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Ngọ âm lịch, phương diện tình duyên nhìn chung khá ảm đạm trong thời điểm này. Bản mệnh cần xem lại cách hành xử của bản thân với mọi người, đừng tổn thương người khác bằng những hành động nóng nảy hoặc vô ý của mình. Con giáp này cần chú ý không chút những cơn nóng giận bực tức mà mình phải chịu ngoài xã hội lên đầu những người thân trong nhà. Người nhà là những người gần gũi, thân thiết và đáng quý trọng nhất với bạn. Vì thế, hãy cư xử làm sao để không ai phải đau buồn, thay vì việc nóng nảy, đá thúng đụng nia. Con giáp này hãy thử tâm sự những vấn đề khiến mình khó xử với mọi người. Chắc chắn việc này sẽ giúp bản mệnh cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời, người nhà cũng có thể đưa ra cho bạn những gợi ý, giúp bạn tìm ra phương hướng giải quyết được khó khăn. Với người còn độc thân, con giáp này cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử, đừng hiếu thắng, cực đoan, sẽ gây ấn tượng không tốt đẹp với người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải nhắc mình cẩn trọng, không nên dễ tin người, bởi có thể sẽ có kẻ cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để tán tỉnh bạn, hòng chiếm một lợi ích gì đó từ bạn. Về sức khỏe, Thái Tuế hung tinh gây hại cho sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ, đặc biệt với những ai phải thường xuyên di chuyển hay xuất hành đi xa. Vì thế, cô bác anh chị cần phải chú ý khi tham gia giao thông, không làm việc khi đang mệt mỏi, nếu không dễ để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Tháng này, bản mệnh phải chịu đựng nhiều áp lực cho sự nghiệp và tình cảm mang lại, khiến tinh thần căng thẳng, cơ thể mệt mỏi, tốt nhất cô bác anh chị nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn. Tâm sự với những người đáng tin cậy, đồng thời dành thời gian để rèn luyện sức khỏe, có như vậy thì bạn mới duy trì được trạng thái tâm lý cân bằng không rơi vào cảnh stress. Vâng thưa quý vị, tháng 5 vội vã, đời người ngắn quá, chớp mắt đã già, chúng ta nào dám nói đã hiểu hết lẽ đời, nhưng ta cảm thấy chỉ có hiểu đời thì mới sống an nhàn, hạnh phúc. Người xưa đã nói, biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, giỏi chuẩn bị thì không bận, khi về già bạn cần để lại cho bản thân 5 điều cần thiết này. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hạnh phúc khi về già, khám phá 5 điều bạn cần phải có để sống hạnh phúc tuổi già. 1. Sức khỏe là vốn liếng cuộc đời. Thân thể và sức khỏe là vốn liếng của cuộc đời, đối với người già điều này càng quan trọng, sức khỏe cũng là tài sản, là vốn của bản thân, chăm sóc sức khỏe bản thân là cách đối xử tốt nhất với mình. Với gia đình, con cái và xã hội, chỉ có thân thể khỏe mạnh thì mới có nhiều cơ hội hưởng thụ, nhiều điều hạnh phúc của cuộc sống, bảo vệ thân thể khỏe mạnh là cơ bản nhất mà ai cũng phải làm. 2. Bạn đời cùng đồng hành. Trẻ là vợ chồng, già là bạn, vợ chồng nắm tay nhau cả đời là điều quan trọng nhất, có người cùng ăn cơm, cùng làm việc, chia sẻ với nhau lúc buồn, lúc vui, còn gì hơn thế, khi đã già rồi, bạn sẽ hiểu được người bạn đời luôn ở bên bạn. Đó chính là tài sản quý báu nhất một đời người, đôi lúc hãy tạo một chút niềm vui bất ngờ cho bạn đời của mình. Không nên quá mải mê chăm sóc con cái, bản thân mà quên đi bạn đời, phải nhớ rằng vợ chồng mới là người luôn bên ta suốt cuộc đời này. 3. Bạn tri kỷ. Người ta có câu, có bạn từ xa đến vui chết đi được. Thật vậy, khi già rồi có thể hẹn được một vài người bạn chí cốt làm một số việc dù đơn giản như đi dạo, thể dục, đánh cờ hay nói chuyện thì thật là tốt. Tuổi càng già thì càng phải có ít nhất một người bạn thân, nếu không thì phải kết bạn. Tăng cường giao tiếp với những người xung quanh, từ đó tìm ra một số người bạn tri kỷ, chứ đừng bao giờ khép mình trong vỏ bọc mặc cảm tuổi tác, càng già ta càng phải kết bạn. 4. Vui vẻ là liều thuốc hạnh phúc tuổi già. Chức vụ cao không bằng lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui vẻ, tuổi càng già càng phải duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp cường tráng cơ thể, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ,
Với lại, sống đến tuổi này thì sống một ngày vui một ngày. Vui một ngày là ta lời một ngày, nếu dùng tiền mà mua được niềm vui thì hãy học cách dùng tiền mua niềm vui, còn nếu nghỉ ngơi, lười biếng mà đổi lại được niềm vui thì hãy nghỉ ngơi, lười biếng, vì điều cơ bản nhất là chúng ta phải vui vẻ cái đã, vui vẻ rồi sẽ có hạnh phúc tuổi già. Bởi hạnh phúc không gọi cửa tìm đến ta, niềm vui cũng không rơi từ trên trời xuống, mà đều từ tay mình tạo dựng nên, hạnh phúc là mục đích cuối cùng của cuộc đời. Niềm vui ở ngay trong những việc nhỏ của cuộc sống, ta phải tự mình gom lấy, hạnh phúc và niềm vui là thứ cảm xúc, cảm nhận và quan trọng ở tâm trạng mình tuy già mà vẫn vui. 5. Hưởng thụ tuổi già. Phần đời còn lại ngắn ngủi lắm, càng phải biết làm cho nó giàu có, người già phải biết đổi nết nghỉ cũ, tạm biệt cách sống như tu hành để làm loài chim vui, cần ăn thì ăn, muốn mặc phải mặc, thèm chơi hãy chơi, không ngừng nâng cao chất lượng sống, đón nhận những thành quả của thời đại công nghệ mới là mục đích sống của tuổi già. 5 điều trên có thể rất thực dụng, nhưng nó lại là hành trang vô cùng quý báu khi bạn về già để tìm kế hạnh phúc, niềm vui, hạnh phúc khi về già là những điều mà chính bản thân mình tạo ra. Có được nên cũng đừng mong ngóng vào bất kỳ ai. Vì vậy, hãy ghi nhớ 5 điều trên để hạnh phúc tuổi già càng tròn đủ cô bác anh chị nhé. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.